Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là mình sẽ ngoài thì cũng không quan trọng lắm đâu, nhưng mà ở bên trong của nó thì vẫn dùng được thì mình vẫn dùng thôi, nhưng mà hiện tại thì không biết thế nào. Cũng chia sẻ với các bạn này. Đây là ngăn đông, mình chỉ xem ở ngoài thì thấy đông, nhưng mà đúng ra thì trong ngăn này nó phải đông từ dưới lên. Mình tham khảo mọi người ấy, thì mình cũng chưa sử dụng tủ tủ đông này. Đây các bạn, là mình cho vào cái gà đùi với cá thì nó đã khô. Đây nó khô mất thôi, nó không có không có lá đông các bạn ạ. Nên là mình phải thay cái tủ này đi thôi. Mình cũng đã đi mua cũng sai tầm rồi, bởi vì mình chưa từng sử dụng nên là cũng không biết. Đấy các bạn ạ, cái ngăn ngăn này là ngăn lạnh nhưng mà lại có đông ở thành nó đây. Nhưng mà mình cho vào cái sữa lò lạnh các thứ với cái lọ nước tăng lực này, để đến ngày mai thì nó sẽ lông mất, không ăn được các bạn. Là mình phải sẽ thay cái tủ khác. Cũng chia sẻ với các bạn như thế, khi bạn nào muốn mua cái tủ cũ người ta thì bạn phải biết kiểm tra cắm điện để người ta kiểm tra nó như thế nào, thì nó có đúng là ngăn lạnh ngăn đông. Ngăn lạnh thì nó phải không không đông, ngăn đông mới là đông từ dưới đáy lên thì mới đúng được các bạn ạ. Mình cũng tham khảo trên YouTube nhiều video rồi, nhưng mà hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn như thế. Các bạn nhìn thấy video này thì các bạn nhớ đăng ký giúp mình để mình có động lực để làm cái video khác để chia sẻ với các bạn. Xin chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.